Chờ nó cho anh em nha. À, 12 giờ mới tắm anh em. Lạnh quá. À, quyết tâm cài YouTube lại nha. 12 giờ đêm vẫn quay clip. Mày uống cửa đậm lấy vài cái hộp hàng. Cái này bán lâu rồi anh em nhưng mà không có thời gian quay. À, đây nè. Thực tế là cái này nè. Là cái sản phẩm đấy nè. Đó. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái khớp nối này kìa. Ở trong này nó có tích hợp nhiều bộ phận. Cái này là sẻn đi phượt anh em ha. Cái đầu này mình có thể bật ra được nè, bật ra thành cái sẻn mà mình vặn gấp kiểu này là nó thành cái cuốc đó. Bây giờ mình sẽ đập hộp review của sản phẩm này cho anh em xem nhé. Ui, lạnh quá. À, dụng cụ sẵn sàng. Lấy cái này ra luôn. Không có cái thước lấy cái này đo tạm cũng được. Ok. Ở nhà nhiều việc lắm nè. Bán mỹ phẩm. Đại lý chính thức của Olip nha anh em. Và mình bán thêm mấy cái dụng cụ thể thao cho anh em ha, dụng cụ phượt ha. Rồi ok anh em. Thì cái này mình sẽ để vào một bên ha, mình sẽ ráp lại một cái mới kit cho anh em luôn. Đây khi anh em mà nhận được cái hộp sản phẩm bên mình vậy nè. À, 3XXX nha anh em, báo giá luôn là 3XX nha. Có nghĩa là 300 máy nha. Là một cái sẽ như thế này, nó có rất là nhiều dụng cụ nha. Nó tích hợp trong này nè, gọi là nhiều nhiều tác dụng á. Đó. Nhìn đẹp không anh em? Nhìn đẹp không? Đây, thứ nhất. Bỏ cái này ra luôn nha anh em. Ok, và hai khúc còn lại ha. Đây anh em. Trong này nó có đồ nên là nó rất đặc biệt. À, khi mà gửi cho anh em đó, gửi một cái hộp rất là đẹp như này nè, mình cũng gửi vậy nè, vậy anh em ráp. Thì ở đây thì hiện tại mình rã ra, mình ráp lại cho anh em xem. Rất là dễ thôi. Rất là đẹp, sản phẩm cao cấp nha anh em. Sản phẩm này là anh em đi phượt bỏ cốp xe được thoải mái luôn. Bỏ cốp xe được thoải mái luôn. Đây tác dụng nó bén như là một cái dao luôn nha anh em. Như là một cái dao luôn. Bén. Nói chung là cái này thì cũng dùng để chặt, để chém được. Nè, ví dụ như cái đoạn này nè, anh em để về anh em siết chặt cho nè. Thì nó sẽ lập tức nó thành một. Anh em để về nha, siết chặt vô nè. Siết chặt cái chỗ này vô thì nó sẽ thành cái cuốc. Đó, anh em thấy không? Nhưng mà anh em dặn ra. Để như thế này, siết chặt vô thì nó thành cái sẻng thôi. À, nó thành cái sẻng thôi. Cái sản phẩm này thì anh em đi phượt thì rất là cần thiết nha anh em. À, cái này là cái cưa loại này là cưa gỗ đặc biệt rất ngon luôn nha anh em, và cũng có thể cưa được cả thép gai luôn. À, cái này là sản phẩm là hợp kim chống rỉ anh em, hợp kim chống rỉ. Nói chung là nó không có rỉ sét gì hết trơn á. Nó không biết là chất liệu của nó là chính xác là cái gì luôn, nhưng mà nó không có rỉ sét anh em, đặc biệt bóng mướt luôn. Cái này của nó hai mấy gì đó thì đâu có biết đâu, thước này đâu có biết đâu, thôi bỏ nó ra. À, cái này nó có đo cm này em, từ chỗ này tới chỗ này là 10 cm nè, 10 cm nè, mình nghĩ từ đây đây là 5 cm thì nó khoảng từ cái mức 10 này lên đây chắc khoảng là à chỗ này cũng có thể hơn. Thế là cái gan của mình mà hết là cỡ hâm hâm mấy, vậy là cái này 20 anh em, 20 ước lượng như thôi, nó vừa tay vừa tầm lắm. Rồi ok, tới hai cái đoạn này nó sẽ có cái gì,
Đầu tiên thì anh em chưa kịp tháo mấy cái đoạn này ra thì anh em thấy đây là một cái đuôi đuôi này rất là nhọn, cứng cáp, gọi là cái này là phá kính anh em ha, phá kính, phá kính. Thì đối với những anh em mà hay đi xe khách này kia rồi thì có cái sản phẩm này bỏ trong ba lô trong người, đôi lúc mình cũng cần phá kính phá đồ đó để mình thoát thân rồi đó. Chứ mà thời buổi này cũng ít có ai mà sử dụng tới cái phá kính này lắm, chỉ trừ khi là đi xe khách thôi, xảy ra cháy xe đồ này kia đó. Và thêm hai tích hợp hai cái bộ phận khác đây anh em, đây nó có một cái lưỡi dao, đây là cái đoạn thứ hai nha anh em, đoạn thứ hai nè anh em. Cái đoạn có cái phá kính là cái đoạn cuối cùng, đây là đoạn thứ hai, đoạn này là nó có một cái lưỡi dao, em thấy không, một cái lưỡi dao rất là sắc bén nha anh em, rất là sắc bén luôn nha, rất là sắc bén luôn. Mình thử mình cắt cái này cho anh em xem. Đó. Ok. Anh em nào nhận được cái hộp này thì vui nhé. Không có sao nha anh em. Giờ mất công đi kiếm lá bài đó rồi. Ở đây cũng có một cái này là để cắt cắt dây kẽm gai ha. Cắt thép gai ha. Đó. Này vừa là dụng cụ mình có thể tự vệ được nè. À, có thể là làm dụng cụ sinh tồn nè, đi rừng đi rẫy nè, hoặc là cái này thì nào giờ mình bán á. Mình thấy đa số là mấy anh em đi đi ô tô á, có ô tô có xe con á, mua cái này rất là nhiều. Hoặc là mấy anh em mà có mô tô mà đi phượt á, những cái xe mà có cốp được hay bỏ trong cốp á. Thì tại cái này những cái sản phẩm như thế này á, là kể cả cái giao thông nó bắt á, giao thông họ bắt á thì họ không có phạt được, kể cả giờ giới nghiêm họ cũng không phạt được luôn anh em. Tại vì khi anh em mà gấp lại bỏ trong hộp luôn như vậy á, họ có kiểm tra ra nữa. Đây là một cái sản bình thường anh em ha. Kể cả ví dụ như là ở đây trong này nó có một cái giấy, cái này là để cái lưỡi dao anh em, lưỡi dao nha. Ở đây trong này nó cũng có ren nè, ren trong nè, đây có ren ngoài. Khi mà anh em vặn vô nè là nó rất là vừa luôn, đẹp nha. Đó. Lúc này là cái này mình có thể cầm nắm rồi được nè, anh em thấy không? Có thể tự vệ trực tiếp được. À, có thể là giấu ở trong này. Đây nó có cái ron cao su này rất là êm anh em, vặn vô là nó vừa chặt luôn, chống nước luôn anh em. Ron nó là chống nước luôn. Nó không có khi nào mà anh em mà cái cá anh em mà bơi qua ao, qua hồ, qua suối hay ví dụ, hay là ngâm nước nó cũng không có nước vô trong này, nó làm hư hỏng cái hàng của mình đó. Cái này cầm hai khúc vậy rất vừa tay luôn nè, rất vừa tay luôn, cái độ nặng cũng vừa phải luôn đó. Khúc nữa nè anh em nè, khúc nữa thì cái khúc này thì vặn bằng cái này, bằng cái đít này anh em. Cái chỗ này thì nó vặn rất là chặt. Cái này thì cũng có thể vặn ra được nè. Nhưng mà vặn ra làm gì? Cái này không quan trọng. Nói chung cái đó không quan trọng. Anh em bỏ qua cái đó đi. Đây anh em, nó có một cái tu vít nè, dấu cộng nè, dấu trừ nè. Cái này cũng có thể là để mình trang bị theo, thì nhiều khi mình sử dụng cho xe cộ của mình thôi. Đó. Thực tế thì nó cũng là một cái dụng cụ tự vệ anh em, nó thực tế nó cũng là một cái dụng cụ để tự vệ được, nhưng mà mình ít có sử dụng cái này để tự vệ lắm. Nó thực tế mà ráp lại anh em, sản phẩm rất là xịn anh em. Cái này là nó sơn tĩnh điện mà sơn tĩnh điện, sơn nano ha, nó không có bong tróc gì nha anh em. Anh em kể cả cầm nắm lâu ngày nó cũng không có bong tróc gì hết. Nó giống như là mấy cái anh em chơi PC anh em cũng biết rồi đó. Nó giống như mấy cái sản phẩm van hay là bình rồi đó, nó sơn tĩnh điện, nó sơn nano là nó đen, hay là nó màu của nó là nó ăn vô cái chất sản phẩm chất nhôm đó. Này khả năng là nhôm là cao. Này giờ mình thấy cái độ nó hơi nhẹ, cầm rất là vừa tay luôn.
Tiếp theo là tại sao mình bạn chặt cái này. Cái này thì bạn đã cho anh em xem nhé. Đây là một cái còi. Đang giữa khuya nên mình thổi mình sợ. Đây là một cái còi. Còi này cũng có thể là còi cứu hộ này, hoặc là một cái còi để mà tụ tập hội nhóm này kia đó. Nó tích hợp trong này. Đây là một cái còi. Thì khuyên là vặn chặt lại, tại vì mà để nó lỏng lẻo này nè, khi bỏ vô đây cầm thì nó kêu. Vặn chặt cho nghe anh em đó, rất là nhiều nhiều tác dụng nghe anh em, nhiều sản phẩm kết hợp vô. Cái còi này anh em nó có thêm một cái tác dụng nữa nè, mấy anh em mà luyện luyện chim săn mồi đó sử dụng cái còi này cũng được luôn đó. Thực tế nó cũng là một cái còi bình thường thôi, nhưng mà cái tiếng của nó rất là bén, cái tiếng nó bén ghê, nó bén nhọn á, gọi là cái tần số âm thanh của nó rất là cao đó. Nó ngang với nó cũng thay thế được cho những cái dòng còi mà anh em mua ở trên thị trường, mà mua cũng tiền trăm chứ không có ít đâu, một cái còi cũng mua tiền trăm không ít đâu, để huấn luyện chim săn mồi đó đó. Mấy cái còi đó anh em hay đeo lên cổ để huấn luyện chim săn mồi đó, thì cái còi này nó cũng có tác dụng giống giống như huấn luyện chó mèo chim thú, hay là những cái cuộc hội họp, hay là đi theo nhóm rồi đó, dã ngoại cắm trại hay là phượt rồi đó, thì anh em cũng có thể sử dụng cái còi này mà không cần phải đem theo nhiều sản phẩm hỗ trợ đi theo ha. Thì ở trong này á, nó cũng bao gồm những cái này là nó cũng gần như là đủ hết rồi, gần như là đủ những cái dụng cụ để anh em đi đi phượt được rồi. À, rồi dao cũng có rồi, cái này cũng có thể dùng để chặt những cái gỗ lớn, chặt những cái gỗ lớn, đào hố rồi giống như là mình xúc mình làm tùm lum hết á. Nó rất là nhiều công dụng. Nói chung là mình giới thiệu vậy thì anh em cũng đã thấy rồi ha. Thì cái clip của mình thì cũng khá là dài rồi. Mình ngưng cái phần review tại đây nhé, và mình hướng dẫn anh em mua hàng này là gọi trực tiếp nhé. Đây là sản phẩm mà anh em mua hàng thì anh em gọi trực tiếp tới và mua cái sản phẩm là sẻng đi phượt nhé, sẻng đi phượt nhé, nói thẳng là sẻng đi phượt. Thì mình sẽ báo giá chính xác cho anh em luôn, tại vì giá mỗi thời điểm nhập về nó mỗi khác nhau. Mà cái sản phẩm này thì cũng có một số anh em bán trước rồi. À, cái này thì mình bán mới 1 tháng nay thôi, nhưng mà do bận quá thì những clip trước thì mình cũng làm, mình nói với anh em là hiện tại kênh đang thiếu nhân lực rất là khó. Zalo rồi đó, anh em chat lúc nào cũng mấy trăm anh em nhắn tin rồi, lúc nào cũng là 99 cộng hết á, nghe tin nhắn rất là nhiều nên là không có chat kịp. Thì anh em gọi điện trực tiếp để đặt hàng nhé. Còn nếu mà nhắn tin á, thì phải đợi là nhiều khi đến đêm đến 1, 2, 3 giờ sáng mới thấy cái phản hồi tin nhắn, là những anh em phải thông cảm. Tại vì không phải lúc nào là cũng có thời gian để chat. Chat thì phải cần rất nhiều thời gian, chat một người khách mất nhiều thời gian lắm anh em. Nhưng có thể anh em gọi tới coi clip kỹ rồi gọi tới hỏi báo giá phát, thì anh em muốn coi gì lên clip coi, họ review quá kỹ rồi, hàng về được đồng kiểm trước khi nhận luôn, chả có cái gì mà lăn tăn nữa hết. Nên là như vậy thì anh em chỉ có việc mua hàng gọi điện. Thì cái điện thoại của mình á, thực tế nó có chương trình nó ghi âm tất cả các cuộc gọi luôn à. Thì anh em cứ gọi tới đặt hàng, chốt có địa chỉ là chắc chắn hàng. Ví dụ anh em gọi đặt buổi sáng buổi chiều hàng đi, đặt buổi chiều chiều muộn á, gọi là chiều muộn á, hoặc là đặt xế chiều, có thể hàng không kịp thì nó sẽ đi vào sáng ngày hôm sau ngay lập tức. Hàng nhà mình đi ngày 2 lần, anh em yên tâm nhé. Và mình chọn cái dịch vụ là giao hàng nhanh .vn. Hiện tại thì cái thằng này nó giao, nó có ngày dự kiến và nó giao rất là đúng hẹn. Thì rất có trường hợp nào mà chậm trễ lắm là 1 ngày 2 ngày, nó không khi nào neo neo lâu của anh em hết. Nên là anh em yên tâm mua hàng, cứ thoải mái gọi điện trực tiếp tới cho mình nhé. Sản phẩm này thì hiện tại thì mình chưa có đăng Lazada. Sản phẩm về rất là nhiều đó, anh em thấy đó, hàng về rất là nhiều, về 3 4 thùng luôn. Nên anh em hiện tại thì anh em cứ gọi điện trực tiếp cho mình, và sau clip này thì anh em đăng ký kênh, like clip và bình luận ở dưới mình, tại vì mình đang cày đêm nào mình cũng đăng cái clip, biết sao.
kênh đang mất tương tác do là quá lâu không đăng clip. Thứ hai nhất thứ hai không có trả lời bình luận của anh em, bận quá mà làm sao mà trả lời được anh em, mặc dù là mình biết nó rất là có hại cho kênh YouTube của mình, rất là giảm tương tác. Thì anh em coi kênh thì toàn coi những clip cũ không, những clip mới đăng lên rất ít người coi. Vậy thì mình nhờ anh em nào khách quan nhé, thì cứ vào bình luận ở dưới giùm mình, bình luận cái gì cũng được liên quan tới cái sản này là được, để mình có thể kéo tương tác lại kênh YouTube nhé. Rồi, cảm ơn 500 anh em đã theo dõi nhé. Chúc anh em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.